Bài thơ Về hội khóa bạn ơi của tác giả Nguyễn Văn Thực, học sinh trường cấp 3 Quỳnh Lưu Ba, niên học 1981-1984. Bài thơ do Ngô Phương thể hiện. Về đi bàn 40 năm kỷ niệm mái trường xưa yêu dấu suốt một đời. Về đi nào ôn lại mọi buồn vui, bao ký ức của một thời tuổi trẻ. Hãy về đi đừng phân vân bạn nhé, chớ nghĩ suy đường sự nghiệp chưa thành. Ta về đây như trong một gia đình, tay trong tay nhịp kết đoàn thân ai. Mọi chức danh về trường ta bỏ lại, như thuở học trò tất cả giống nhau. Không phân biệt thấp cao ngôi chức sang giàu, đều bình đẳng là bạn bè chung cả. Khóa 84 Quỳnh Lưu Ba sáng tỏa, tiến sĩ kỹ sư bác sĩ anh hùng, tướng tá doanh nhân hay viên chức nhà nông, đều thân thiết nối chung vòng tay lớn. Về đi nhé, chúng ta cùng chí hướng, cùng bạn bè với đạo lý khắc ghi. Đừng tự ti, đừng nghĩ suy gì, tuổi học trò là những gì ta có. 40 năm hoa phượng hồng thắm đỏ, nhớ gốc bàng ra rà tiếng ve ngân. Bụi thời gian vẫn sáng tuổi thanh xuân, nhớ cát mỏng đường nắng chang mưa soi. Đời học sinh đẹp vô cùng bạn ơi, hãy nâng niu những kỷ niệm ngọt ngào. Ơn thầy cô dạy đạo lý thánh cao, cho ta được nên người nên sự nghiệp. Kể chuyện xưa thương một thời oanh liệt, cơm không no xe đạp chẳng có đi, áo sờn vai và dép lốp thần kỳ. Có bạn chân trần chạy qua cát nong, mấy bạn nữ đôi khi còn lóng ngóng, cứ thả rông trong áo mỏng tuổi dậy thì. 40 năm cú hích thần kỳ, xóa bỏ mái tranh rực hồng ngói đỏ, khuôn viên trường dãy ba tầng đồ sộ, các phòng chức năng giáo cụ thực hành. Công nghệ thông tin phát triển thật nhanh, thời bây giờ học vô cùng đầy đủ. Hãy về nhé, về
nơi ngôi trường cũ. Trải nghiệm xem cái không khí hiền hòa, tựa tiền đề hát tiếp bản hùng ca. 40 năm Quỳnh Lưu Ba sáng làn, lời thơ gửi rất chân thành các bạn. Đừng nghĩ chung cứ mạnh dạn xuống vầy. Về hội ngộ bạn thấy vạn điều hay, cảnh đầm ấm trong vòng tay hạnh phúc.